Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một tựa game cực kỳ khó. Tựa game mang tên là The Legend. Thì ở đây chúng ta sẽ vào tựa game này. Thì khi mà chúng ta tham gia thì game này get up. Thì nhà phát hành này thì đã tập trung hoàn toàn vào các tựa game mini và cái khó. Cách điều khiển đơn giản thôi, các bạn sẽ di chuyển cái viên màu xanh này và né được các ủi vãi, né được các trở ngại đi trên đường. Đấy, khi các bài trở ngại nó sẽ thay đổi liên tục và nó cực kỳ khó luôn. Các địa hình vật lý nó cũng đang thay đổi và chúng ta cần thiết phải né. Chúng ta chỉ chết khi mà chúng ta chạm vào các điểm màu đỏ thôi. Các điểm màu xanh thì vẫn ok ù vãi. Các điểm màu xanh thì chúng ta có thể băng qua được. Và tựa game này thì nó tạo cho chúng ta những khoảng những cái bứt phá, những cú nhào lộn khó khăn đến mức nào. Và chúng ta cần thiết phải căn làm thế nào mà chỉ chạm được vào điểm màu xanh mà không hề đụng chạm gì đến màu đỏ. Đây là một điều cực kỳ khó trong game. Và chạm vào đấy cực kỳ, ôi 49 điểm rồi đấy, bà đạo. Ôi vãi. Thì có cái màn nổ ở đây. Thì game này thì cái đồ họa nó là cực kỳ đơn giản rồi. Ngoài ra thì âm nhạc trong game nó không phải là âm nhạc của 8 bit mà âm nhạc khá là du dương và êm đềm cho chúng ta chơi, nhưng mà sẽ không quá gì là hợp lắm với cái tựa game này. Nhưng mà thường thì chơi game mình hay tắt nhạc để cho màn chơi game cho tập trung, nhưng cứ vừa chơi game vừa nghe nhạc này thì điểm chúng ta sẽ không thể cao được. Đấy, phải lượn lách đánh võng và né những cái viên màu đỏ ra. Ngoài ra thì các bạn có thể tắt âm thanh ngay lập tức hoặc là like nó ngay trên Facebook. Mà bình tĩnh, chúng ta sẽ chơi nốt lần nữa để vượt qua 49 điểm. Lần cuối nha. Vãi. Thôi, nói chung là chắc là hôm nay không phải là dịp may mắn của mình để có thể vượt score bạn này. Thôi mình sẽ cố khu máu phát cuối. Thì ở đây thì game này nó tạo nên chúng ta một cái sự khó khăn khi mà nó sẽ có hai loại màu. Ở đây thì các bạn cần thiết phải đẩy cái màu xanh làm sao mà gạt hết màu đỏ ra để chúng ta chơi dễ dàng. Và bài hướng dẫn trải nghiệm tựa game The Legend của mình đến kết thúc. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Xuống vuốt lên, ngược lại vuốt xuống.